Sáng ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Oai, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý hủy hoại tài sản để điều tra hành vi chặn đường, đập phá xe ô tô trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Chuối, thị trấn Madagui. Theo cơ quan điều tra, sáng ngày 18 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Đạ Oai xét xử vụ án tranh chấp dân sự giữa bà Phan Thị Hạnh và ông Phạm Minh Vương. Con trai bà Hạnh là Khúc Duy Minh Trường cũng có mặt tại tòa. Tại phiên tòa, mẹ con Trường phát sinh mâu thuẫn với ông Vương và đã được lực lượng bảo vệ giải quyết. Xong phiên tòa, ông Vương đang điều khiển xe ô tô trên đường về lại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng thì bị Trường chạy xe máy đuổi theo, chặn xe đe dọa, chửi bới. Sau đó, Trường dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chiếu hậu bên trái ô tô của ông Vương. Tiếp đó, Trường nhảy chồm lên capo xe, dùng chân đạp liên tục làm vỡ nát kính chắn gió. Hiện tại, Công an huyện Đạ Oai đang tiến hành giám định chiếc xe bị đập phá để xác định thiệt hại, củng cố hồ sơ điều tra.